tận thế đóng băng toàn cầu. Ở Báo Tiết Thành, theo lệnh của Chu Chính, đang gấp rút sắp xếp. Tuy khả năng không lớn, nhưng vẫn phải đề phòng Hải quân Colombia tấn công các thành phố ven biển Đông Nam đại khu Giang Nam. Đỗ Văn Liệt, trưởng ban tác chiến, có nhiều việc phải lo. Ngoài việc phối hợp các tổ chức dị nhân ở các thành phố của Giang Nam siêu năng lên, còn phải điều động một phần nhân thủ đến các nơi hỗ trợ phòng thủ. Hôm đó, anh đang định rời khỏi trung tâm chỉ huy, đột nhiên bị một người quen cũ chặn lại. Đỗ bộ trưởng xin dừng bước, có thể làm phiền ông vài phút được không? Nghe vậy, Đỗ Văn Liệt ngẩng đầu nhìn lên, người đến lại là Đặng Thần Thông, đội trưởng đội Thiên Thần, người từng phong quang vô hạn ở Báo Tuyết Thành, một thời được coi là người thừa kế của Chu Chính, một thiên kiêu. Lúc này trên người anh khí thế ngạo nghễ đã giảm đi nhiều. Cục diện mà Cao Trường không thiết lập khiến anh ta liên tiếp thất bại hai lần. Điều này làm hy vọng của Đặng Thần Thông ở Báo Tuyết Thành giảm mạnh, cũng tạo ra tác động lớn đến tâm lý của anh ta. Nhưng giờ phút này, Đỗ Văn Liệt nhìn Đặng Thần Thông, lại thấy anh ta trưởng thành hơn lúc trước, sự phù phiếm và cuồng ngạo đã biến mất, ánh mắt có sự khiêm tốn nội liễm. Có chuyện gì vậy, Đặng đội trưởng? Tôi muốn được huấn luyện trong Yên Vân Vệ của các ông. Hơn nữa, tôi hy vọng ông có thể huấn luyện tôi theo tiêu chuẩn khắt khe nhất. Sau khi thất bại trong trận chiến với Cao Trường Không trước đó, Đặng Thần Thông đã nhận ra điểm yếu của mình. Vì thế anh quyết định với thân phận binh sĩ tham gia khóa huấn luyện Yên Vân Vệ khắc nghiệt nhất Giang Nam. Khi nghe yêu cầu của Đặng Thần Thông, Đỗ Văn Liệt lập tức quyết đoán từ chối. Bởi huấn luyện này có 10% tỷ lệ vô sinh. Đặng đội trưởng, nếu anh chỉ muốn tăng cường sức mạnh bản thân, Đặng thị khoa kỹ có nhiều cách mà. Cho dù là huấn luyện thể chất chuyên nghiệp, cũng không thua kém Yên Vân Vệ. Binh sĩ của tôi đều là người bình thường, còn anh là công tử Đặng gia, làm sao giống nhau được? Đỗ Văn Liệt biết, nếu Đặng Thần Thông có chuyện gì xảy ra trong huấn luyện Yên Vân Vệ, anh lấy gì để giao cho gia tộc Đặng gia và Chu Chính? Đừng tưởng Đặng Thần Thông là dị nhân cấp độ chỉ cần không dùng dị năng, vài tinh anh dưới tay Đỗ Văn Liệt đều có thể đánh bại anh ta dễ dàng. Huấn luyện sinh tồn không phải trò chơi. Đặng Thần Thông tất nhiên nghe ra sự lo lắng của Đỗ Văn Liệt, nghiêm túc nói. Huấn luyện ở Đặng thị chỉ có thể tăng cường thân thể và dị năng của tôi, nhưng không thể rèn luyện ý chí chiến đấu. Tôi có thể ký cam kết, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra với tôi trong quá trình huấn luyện, tuyệt đối không trách cứ bất kỳ ai. Đỗ bộ trưởng, tôi với tư cách đội trưởng đội Thiên Thần, việc tôi có thể trở nên mạnh mẽ có ý nghĩa quan trọng với toàn bộ phòng thủ đại khu Giang Nam. Xin hãy chấp nhận yêu cầu của tôi vì điều này. Trước đây tôi sống quá an nhàn, cứ thế này. Cho dù không có Cao Trường Không, Thập Tám xuất hiện, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị các nhân tài đuổi kịp. Tôi không thể chấp nhận tình huống này xảy ra. Tôi cũng không thể chấp nhận mình thua thêm lần nữa. Đỗ Văn Liệt lặng lẽ nghe xong lời tự thuật của Đặng Thần Thông. Anh thừa nhận mình đã bị lời nói của Đặng Thần Thông lay động. Đặng Thần Thông rất có thiên phú, chỉ là đường đi quá thuận lợi. Thêm vào đó gia tộc Đặng gia cố ý khiến anh ta chìm đắm trong sức mạnh giả tạo của mình không thể tự thoát. Biết đâu sự đả kích mà Cao Trường Không và Thập Tam mang lại là chuyện tốt thì sao? Vì thế anh nói, Đặng đội trưởng, chỉ cần anh chịu ký từ chối trách nhiệm, tôi không phiền nếu danh trại huấn luyện Yên Vân Vệ thêm một binh sĩ. Nhưng anh nhớ cho, một khi đã đến đó, anh sẽ không còn bất kỳ địa vị nào, cũng không nhận được bất kỳ đối xử đặc biệt nào. Cho dù có sự cố, anh cũng sẽ phải chịu như vậy. Điều này tôi hiểu, ông không cần lo lắng. Về phía Thập Tam, để tránh sự truy đuổi của Hải quân Colombia, bắt đầu theo lời Chu Chính, quay đầu tiến về hướng Tây Nam, như vậy khoảng cách giữa họ và lãnh thổ Hoa Hạ quốc sẽ càng lúc càng xa. Mà trong lòng Thập Tam không dám chút chủ quan, anh luôn canh cảnh nhờ đến người mà Chu Chính từng nhắc, dị nhân cấp Excellent trong hạm đội Đại Dương Colombia. Với chỉ số dị năng lên đến 18.000 điểm, với thực lực hiện tại của Thập Tam, nếu gặp phải anh ta, e rằng cả con tàu không ai sống nổi. Cho dù là anh muốn sống sót, cũng phải xem năng lực đối phương thế nào. Nếu năng lực anh ta có sức mạnh phóng thích như thần uy, sợ rằng có thể dễ dàng phá hủy dị không gian của tôi. Lúc đó hạ gục tôi không phải vấn đề, nhưng nếu anh ta là dị nhân hệ tăng cường, sở hữu năng lực cận chiến cực mạnh, thì cơ bản tôi sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên nói, rốt cuộc chỉ số uy hiếp của anh ta với tôi lớn bao nhiêu, còn phải xem cụ thể năng lực anh ta. Hiện tại, Thập Tam hoàn toàn không rõ năng lực thực sự của Cadin là gì. Đây mới là điều khiến anh phiền não nhất. Hừ, vẫn là tình báo quá ít. Lao Chu, anh không ổn đấy. Sau khi trôi nổi trên biển một thời gian, Thập Tam tìm Lão Điền hỏi tình hình. Lão Điền, hiện tại có thể xác định chúng ta đang ở vị trí nào không? Nghe vậy, Lão Điền lộ vẻ mặt hơi lúng túng, rồi nói, tuy có bản đồ hàng hải, nhưng cũng chỉ có thể phán đoán vị trí đại khái. Hơn nữa, không thể bảo đảm chắc chắn đúng. Hiện giờ thiết bị điện tử không dùng được, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm hàng hải của chúng tôi thôi. Không sao, sai thì chúng ta cứ thử nhiều hơn. Ít nhất phải đảm bảo, đừng tiến vào vòng vây của Hải quân Colombia là được. Về điểm này ngài có thể yên tâm, hiện tại họ muốn tìm chúng ta, cũng như mò kim đáy biển, chỉ là... Nói tới đây, Lão Điền có chút dừng lại. Thập Tam thấy vậy, liếc nhìn anh ta. Có gì cứ nói thẳng đi. Do sự việc lần này, gần đây tinh thần của thủy thủ đoàn khá sa sút. Nếu cứ thế này, cũng không ổn. Chuyện này tôi biết, có cách nào giải quyết không? Nghe Thập Tam nói vậy, Lão Điền suy nghĩ một chút, rồi nói, thật ra cách tốt nhất để giải sầu, không ngoài mấy thứ đó. Thế này, thế kia, rồi lại thế nọ. Trước đây trên tàu vẫn luôn cấm rượu, vì Thập Tam sợ uống say làm hỏng việc, nên đã ra lệnh. Vậy được rồi, từ hôm nay, tôi cho phép các anh uống rượu trên tàu. Rượu tôi sẽ cung cấp, nhưng anh phải hứa với tôi, nhân viên trực tuyệt đối không được uống rượu. Dù sao tàu cũng đang trong tình trạng nửa trôi giạt, để thủy thủ đoàn thư giãn cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Phương diện khác,
Các anh tự xem xét mà làm. Vấn đề phụ nữ, người đoàn nhàm lưu không được động vào. Tầng hầm tàu dưới cùng thì có một số. Các anh có thể dùng vật tư để trao đổi, nhưng đừng như lợn chó mà ép buộc họ. Thuyền trưởng, có lệnh của ngài, chúng tôi nhất định làm đúng quy củ. Ngoài ra, tôi còn một yêu cầu nữa. Khu vực chúng ta đang ở hiện nay hẳn là gần vùng biển phía nam, nên xung quanh chắc chắn có một số đảo. Mọi người đã lâu không lên bờ, nếu có thể để họ nghỉ ngơi trên đảo một chút, có lẽ sẽ có lợi hơn cho chuyến hành trình tiếp theo. Sau khi lão điển nói xong, cẩn thận quan sát biểu tình của thập tam. Nghe đề nghị này, thập tam của Nhiên cũng hơi động lòng. Dù sao con người là động vật ở trên biển lâu ngày, khó tránh khỏi muốn trở lại đất liền. Nếu tìm được nơi an toàn trên đất liền, có thể cân nhắc đổ bộ nghỉ ngơi. Hơn 10 ngày sau, mọi chuyện mới có chuyển biến. Chiều hôm đó, lão điển hưng phấn tìm đến thập tam, kích động nói: Thuyền trưởng, chúng ta dường như đã tìm thấy đất liền rồi. Thật sao? Có thể xác định chúng ta đã đến đâu chưa? Điểm này tạm thời vẫn chưa xác định được, vì vùng biển phía trước bị một lớp sương băng dày bao phủ, nhưng có thể nhìn thấy một số đảo đá, gần đó chắc chắn phải có đất liền. Thế này thì tốt quá rồi, tìm thấy đất liền cũng có nghĩa là chúng ta đã rời khỏi khu vực biển sâu. Thập tam nói xong, cùng lão điển vội vã đến bong tàu. Quả nhiên, nhìn thấy phía trước mười mấy hải lý xuất hiện một mạng sương mù mờ ảo. Mà trong sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy một số đảo nhỏ. Gặp đảo đá cũng có nghĩa là xuất hiện đất liền. Tiếp tục đi về phía trước có thể gặp đảo lớn, có thể đổ bộ nghỉ ngơi một phen. Lão Điền, đưa tàu tiến vào lớp sương băng kia đi. Trước hết tìm một mảnh đất, để mọi người đều dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Nghe vậy, lão Điền lập tức quay về phòng điều khiển, ra lệnh cho thủy thủ đoàn tiến vào sương băng, còn thập tam thì trở về phòng của mình. Khả Nhi, tôi muốn ngủ một giấc cho nếu gặp tình huống đột xuất gì cần tôi xử lý, em hãy lập tức gọi tôi dậy. Ngoài tình huống đó, đừng làm phiền tôi. Thập tam, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện gì em gọi anh là được rồi. Các anh em, tôi có lỗi với các bạn. Do cuộc sống đói khổ, tôi đã đặt tập tiếp theo ở góc dưới bên trái. Dĩ nhiên, việc này cũng không ép buộc mọi người. Ai có điều kiện thì ủng hộ một chút. Không có điều kiện tôi cũng đã tính đến rồi. Tập tiếp theo đã làm xong. Dù sao tác giả cũng phải ăn cơm chứ. Hy vọng các fan có thể thông cảm. Sau này, tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật, đảm bảo sẽ không bỏ dở. Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn, tôi mới có động lực để tiếp tục cập nhật.